quý cô bạn và thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong video của Auto Eli. Và trong khuôn khổ video này thì mời quý vị các bạn cùng đi tìm hiểu 5 tính năng nổi bật trên Hyundai Palisade mà rất ít người để ý. Mẫu xe này hiện tại đã có những chiếc xe đầu tiên được lăn bánh ở trên giá đất hình chữ S. Nhưng mà ngày hôm nay, trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem những điều thú vị ở trên chiếc Hyundai Palisade. Dù mới chân ướt chân ráo gia nhập làng SUV cỡ lớn toàn cầu, mẫu xe này đã thể hiện cho toàn bộ các đối thủ của mình thấy rằng tôi là một chiến binh đầy đủ tham vọng và thực lực để tranh ngôi vị dẫn đầu. So với các đối thủ đi trước thì mẫu xe này sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về công nghệ với những tính năng tiện lợi và hiện đại lần đầu được góp mặt ở trong phân khúc. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Điểm thứ nhất chúng ta sẽ kể tới chính là màn hình quan sát điểm mù nằm trên hệ thống đồng hồ phía sau vô lăng. Cấu hình cao nhất của đối thủ đến từ Hàn Quốc này chính là phiên bản Limited, trang bị đồng hồ full kỹ thuật số. Khi người lái kích hoạt xi nhan, một trong hai đồng hồ hiển thị tại vị trí này sẽ tự động chuyển sang hình ảnh đang được camera quan sát điểm mù ghi lại trái hay phải tùy thuộc vào hướng xi nhan mà bạn kích hoạt. Điểm thứ hai, cổng DJ. Cụm điều khiển trung tâm trên mẫu xe này được thiết kế theo dạng nổi để giải phóng một phần không gian bên dưới. Đây là hướng đi không mới lạ, nhưng một mình mẫu xe này có thêm cổng nối nhỏ và khu vực để đồ bên dưới tới dây sạc USB sao cho gọn gàng nhất có thể. Điểm thứ ba, nút bấm tiện lợi giúp điều chỉnh hàng ghế thứ hai. Để mọi thao tác của người dùng ra vào hàng ghế thứ ba nhanh chóng và tiện lợi nhất có thể, thì nhà sản xuất Hyundai đã thiết kế hệ thống nút bấm trên hàng ghế thứ hai với khả năng trượt lên xuống và tự gập lưng ghế chỉ qua một nút bấm. Thậm chí, Hyundai còn sử dụng hai nút bấm với một chức năng cho khách hàng là người lớn đặt trên đỉnh ghế và trẻ em đặt thấp bên hông ghế. Tại vị trí thứ tư với cái tên chế độ yên lặng. Vâng, nếu như chúng ta muốn trải nghiệm một giấc ngủ trưa yên tĩnh ở trong xe, thì mẫu xe này trang bị chế độ yên lặng cho phép vô hiệu hóa dàn loa phía sau, giúp hành khách ở khu vực này nghỉ ngơi trong khi phần hệ thống loa ở vị trí người lái hay bên ghế phụ vẫn có thể sử dụng bình thường. Đứng tại vị trí thứ 5 vẫn là một công nghệ liên quan tới smartphone. Ứng dụng Bluelink cho phép người dùng giao tiếp với mẫu xe này từ xa, nhưng riêng hình mẫu SUV cỡ lớn này có thêm một tính năng với cái tên Driver Preset. Nếu muốn bạn bè hay người thân mượn xe, chủ xe có thể thông báo với họ cài đặt ứng dụng tương tự ở trên smartphone và tự điều chỉnh các thông số ưa thích như vị trí gương, vị trí ghế ngồi, nhiệt độ điều hòa. Và mẫu xe này cũng sẽ tự lưu lại những dữ liệu này để tự thiết lập cho những lần mượn xe sau. Quý vị và các bạn thấy sao về 5 tính năng thông minh tiện ích này ở trên Hyundai Palisade? Các bạn có thể comment ngay phía dưới những tính năng mà các bạn thích nhất ở trên chiếc xe này. Và cũng đừng quên like, share nếu các bạn thấy video hay. Các bạn cũng hãy nhớ subscribe và rung chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi ở trên kênh Auto Eli. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.